có ai nói làm phụ nữ là dễ đâu, đã làm phụ nữ mà còn làm mẹ không có dễ, cho nên bài toán nó sẽ vi tế hơn, khó hơn chút xíu, nhưng mà không sao, mình có con để bù lại rồi, cho nên bài toán nó xứng đáng để cho bạn hơi lao tâm khổ tứ một chút xíu. Cho nên Miu sẽ không chọn con đường đó, vì xét trên logic nó không bảo đảm là chị sẽ hạnh phúc. Và ở đây Miu vẫn đang ích kỷ và Miu chỉ nghĩ đến hạnh phúc cho chị thôi, chị đang nghĩ đến hạnh phúc cho bạn thôi. Thì khi mà mình ích kỷ như vậy là ích kỷ có tính toán đó, thì bạn đâu có đang ích kỷ, bạn đang hy sinh cho người đàn ông lạ quắc kia mà, bạn đâu có ích kỷ đâu. Mọi người nói bạn ích kỷ là sai, Miu thì đang chỉ trích bạn là vì bạn đang hy sinh. Hạnh phúc thì không có bao giờ đòi mình phải hy sinh, theo cái kiểu là bạn thừa biết rằng không phải là vì mọi người sẽ dằn vặt bạn đâu, mà một ngày chính bạn sẽ dằn vặt trong chính cái cõi lòng của bạn khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Cho nên Miu sẽ không chọn con đường đó, Miu sẽ không chọn giải pháp đó. Và Miu đã nói rồi, muốn ích kỷ hay muốn yêu bản thân mình thì quan trọng là chơi đúng luật. Hãy tôn trọng mình như người chủ cái tòa lâu đài số phận này. Bạn đang là khách trọ trong chính số phận của mình, thì bạn có không hạnh phúc cũng đúng thôi. Có thể câu chuyện này đang làm cho mọi người bối rối ở một cái chỗ là, vậy thì cuối cùng ở đâu là đúng, ở đâu là sai? Đúng ở đâu sai? Miu đang tôn vinh ái kỷ. Miu đang tôn vinh ái kỷ tối thượng. Và chúng ta nên ái kỷ, nên tôn thờ mình luôn á. Đặt mình lên cái vị trí ngai vàng nè, cho mình làm nữ hoàng, nữ đế. Không phải là nữ hoàng nữa, mà là một vua bà ấy, nữ đế trong cái vương quốc do mình cai trị. Thì một cái nữ đế, một cái vị minh quân, dẫu là nữ đi chăng nữa, một vị minh quân là luôn phải chăm lo cho đời sống con dân. Một cái hệ mặt trời tỏa sáng sẽ luôn ban ánh sáng và hơi ấm đến cho những cái vệ tinh, những cái hành tinh xung quanh mình. Nếu muốn là một kẻ ái kỷ đúng cách và thành công, hãy chăm sóc, bảo đảm cho tất cả những người mà mình đã cho phép họ lại gần mình như người đàn ông đó hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó không được tổn hại đến cái tôn nghiêm của mình. Giữ ngai vàng tuyệt đối, ngay cả khi trái tim có tan vỡ, thì đó là cái ranh giới cuối cùng. Tại vì đối với cá nhân Miu nha, không có dám khuyên chị em, thì đối với Miu thì cái sự tôn nghiêm và sự tự tại, tự tôn của người phụ nữ nó cao hơn hạnh phúc. Có nhiều chị em sẽ đặt cái hệ giá trị khác cũng được, không sao. Đó là cái hạnh phúc mình nó đứng cao hơn cái sự tự tôn cũng được. Có rất nhiều người vợ Việt Nam như vậy, dẹp mình xuống, bớt đòi hỏi quyền lợi, bớt đòi hỏi tôn trọng đi chút xíu, miễn là chồng vui là mình hạnh phúc rồi, cũng được, không sao hết. Còn ở trong cái trường hợp của Miu thì không, cái sự tự tôn và cái ngai vàng Miu cực kỳ quan trọng. Tại vì nam giới, đàn ông, chồng, bạn bè, sếp, họ chỉ là ghé qua và vãng lai. Không có ai là người chủ thật sự trong ngôi nhà của mình hết. Mình không có bắt họ chịu trách nhiệm cho cái sự tồn vong của cái đế quốc này. Cho nên Miu không có chọn trao quyền cho người ta. Tại vì vị vua đó, một ngày đẹp trời, một ông sếp hay là một ông chồng có thể tự trục xuất họ ra khỏi vương quốc của mình. Vì lúc đó chúng ta còn lại là chúng ta không có thực quyền, chúng ta không có thượng phương bảo kiếm trong tay, chúng ta không bảo vệ được cái vương quốc này không bị xâm hại bởi những kẻ xấu, chúng ta không bảo vệ được cho cả ông bà, cha mẹ, rồi mấy đứa con nít, rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp, rồi công ty, rồi sự nghiệp của mình. Mình mất thực quyền mà mình không bảo vệ được quyền lợi cho những người đó. Vậy thì chị vẫn cho rằng là có những ngày cái vương quốc này nó sẽ mây mù, nó sẽ không có được hạnh phúc. Khách mời ghé chơi thì cũng không có nam giới nhiều lắm, mà toàn mấy hội chị em bạn gái thôi. It's okay, không sao cả. Cánh cổng này còn mở, sẽ còn người tới lui. Quan trọng là bạn đừng mất ngai vàng của mình. Chúc mừng bạn. Một cái nữa là một chi tiết mà chúng ta đã nhìn nhau lúc đó là, wow, bạn có điều kiện quá. Cũng mừng cho bạn cái điều đó. Coi như bạn vẹn toàn ha. Ít nhất là qua góc độ Miu với Long Hoàng nhìn thấy, thì chị thấy như này Long Hoàng, bạn tính vậy ổn đó chứ. Bạn tính quá hay. Trời ơi, điều tuyệt vời nhất là mình có điều kiện để mình dàn xếp tất cả những cái đó. Vì bất luận là Hoàng Thái Hậu ở phe nội hay phe ngoại,
Thì bất luận là hoàng thái hậu bên nội hay bên ngoại, các bà chỉ là những vị thượng khách, nhưng cũng chỉ là khách mời ghé qua cái vương quốc này. Mỗi bà ghé qua 3 tháng. Và khi ta làm chủ nhà, ta sẽ quyết định là ở khách ngồi ghế này nha, mình ngồi ghế này. Dẫu là mẹ thì ta đã lớn, ta đã trưởng thành, ta đã ở riêng, vẫn phải coi là khách. Tức là ta tôn trọng, ta yêu mến tất cả mọi thứ, nhưng ta phải quyết định cho họ ở đâu. Ngày nào vị chủ nhân của cái tòa lâu đài này bị mất vị thế quyết định và điều hành tất cả những cái đó, thì ngày đó chaos, tức là những cái sự lộn xộn nó sẽ xảy ra. Và bạn đã có thể nhìn trước được rằng là xích mích thế hệ ư, rồi sự khó chịu của phụ nữ ở cữ ư, rồi mình cũng nhạy cảm hơn. Nhất là mới sanh xong rồi em bé như vậy thì có chắc là các bà sẽ khỏe không? Thật sự nha, cho các bà chăm ở đây á, là để các bà vui. Chứ còn một mình vẫn có thể chăm được. Có sự hỗ trợ của các bà càng tốt, nhưng mà bà được bồng cháu nó là niềm vui của bà. Nhưng mà mình phải khống chế cái niềm vui đó, để nó là niềm vui chứ nó không tổn hại cho cái sức khỏe của bà hay là cái sự dễ chịu của đôi vợ chồng mới có con. Cho nên bạn đang hành xử như một nữ chủ nhân xứng đáng của cái số phận của mình. Và khi mà chắc là chồng xót mẹ, chắc là anh chồng xót mẹ, Miêu nghĩ rằng là chúng ta có thể giải thích cho anh ấy hiểu. Và chúng ta cũng đừng quên, anh cũng là một người khách của tòa lâu đài này. Anh ấy ở thường xuyên hơn. Và anh có vương quốc của anh, anh có tòa lâu đài của anh. Và anh có quyền quyết định, và anh có quyền thương thảo với mình. Và mình có quyền giải thích cho anh ấy hiểu. Và mình có nghĩa vụ phải giải thích cho anh hiểu. Nhưng mà ở đây vẫn là không gian của bạn, đứa con của bạn, sức khỏe của bạn. Tôi cho rằng là, và cái quyết định đó của bạn, bạn đâu có phải là ngược đãi mẹ hay là ngược đãi mẹ chồng đâu, vẫn rất là chăm lo cho các bà ở ngay gần đó. Thì là không có chỉ riêng bạn Hoài thôi, mà ông xã cũng ngồi nghe và cũng hiểu cho vợ hơn và tôn trọng quyết định này của vợ. Điều này tốt cho cả mẹ, con và hai bà mẹ lớn nữa. Tôi nghĩ vậy. Long Hoàng, em có nghĩ vậy không? Từ phía em thì em cũng đồng tình, nhưng nó sẽ tùy theo góc nhìn nhận của mỗi người. Và nếu như thật sự là chị là một nữ chủ tuyệt vời, thì chị sẽ có tìm cách được nói chuyện với hai bà mẹ và nói chuyện với chồng của mình. Có ai nói làm phụ nữ là dễ đâu, đã làm phụ nữ mà là còn làm mẹ không có dễ. Cho nên bài toán nó sẽ vi tế hơn, khó hơn chút xíu. Nhưng mà không sao, mình có con để bù lại rồi, cho nên bài toán nó xứng đáng để cho bạn hơi lao tâm khổ tứ một chút xíu.